không biết giờ này ở Hạ Long thì con gái nhảy không nhỉ? Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết như thế này nha. Ok nha mọi người, mình sẽ tô hết vào đây nha. Ok mọi người. Oh, vãi cực. Em nghe là mồm anh nhá. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Bản của anh logo của Long ấy chứ. Ờ đấy cái logo. Để bay qua tiền H9 ạ. Có thiết không có. Cái kênh chưa chuyển logo rồi. Đây. Thằng bay theo ta. Điểm ra ngoài nhá. Thì lấy luôn đi ăn.
này của ta ít luôn nhá. Vui chơi nha, vui chơi nhé. Ok nha mọi người, mình sẽ tối như thế này nha. Đi. Em ăn tiếp thôi. Vai, em bảo em không bỏ anh. Hết tô hết như thế này nha mọi người ơi. Mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người. Mày xong rồi. Đời mày có đi bỏ ở đây rồi. Mình sẽ tô hết như thế này nha mọi người. Giết tao luôn đi. Mày xong rồi. Mày cười. Ê, ủa? Mình đây nha mọi người ơi. Mình sẽ tối hết như thế này nha. Ok nha mọi người. Mọi người đợi mình một xíu. Còn đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo theo bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video tiếp theo nhé. Bye bye, bye bye. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh về một cái con này nha. Đây là một cây nấm lùn nhưng mà tròn nha mọi người. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho bức tranh này, nên là mọi người hãy theo dõi mình nha. Đây nha mọi người, mình sẽ tô hết vào đây nha. Và tiếp theo là lấy màu màu xanh đậm đi. Màu này mình sẽ cho vào bảo tàng nha mọi người. Ô, màu này cũng thế, màu này cũng thế. Có rất nhiều màu cần phải cho vào bảo tàng nha mọi người. Mình nghĩ là mình sẽ sử dụng thêm một hộp màu nữa thì mới đủ. Ok nha mọi người. Tụi anh lấy ông này. Ôi, chê kiếp. Ok nha mọi người. Mình sẽ tô hết vào đây nha. Tại sao lại có con người bất chấp vì tình yêu này như vậy? Hay là phải chăng nó chỉ có trên phim Hàn Quốc?
nghĩ là chỉ xem phim rồi. Ngoài đời có cái gì? Ông trời ơi. Ok nha mọi người. Cô cảm ơn cháu ạ. Mình sẽ tô vào đây nha mọi người. Mình sẽ tô màu cam như này nha mọi người. Đây nha mọi người. Ok nha mọi người. Mọi người mà xem sự biến đổi của mình trong ngày hôm nay không, mình tiếp tục với bức ảnh của hôm nay nha. Mai đừng có kỳ vọng quá, nhiều lúc đầu nó thành đầu cu. Bình thường tôi bị kỳ vọng nhiều quá ấy, xong rồi đến lúc làm xong tóc như lông. Mình sẽ tô như này nha mọi người. Rồi, ngày mai sẽ có sự thay đổi lớn nha anh em. Là tóc của em sẽ ngắn hơn. Chẳng có gì thay đổi nữa. Nên cạo trắng hay cạo xanh nhỉ, nó chọn. Không, em có thể quay là cắt tóc hai bên thôi. Bình thường em làm trong ngắn hẳn luôn. Trắng luôn. À, cạo ấy hả? Hai bên, không phải cạo, ấy là cái phần hai bên này này. Cái phần mai nên cạo trắng hay nên để ít tóc ấy? Để tóc. Để tóc thì đẹp lúc đấy. Đợi đến Tết cũng mấy ngày rồi. Đây nha mọi người ơi. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một nửa nha. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nhé. Từng lời anh nói anh trời đưa lót. Ok nha mọi người. Không.
quần thì ở cái lần mưa của cái quần hợp cái đôi giày hay cái áo áo phông quần đâu áo phông coi nó chưa hoàn hảo cái đầu của mình đang phải đẹp 10 điểm cái quần đấy nó cắt xấu. Cái con đấy thì nhuộm tóc thì nó rẻ nhưng mà cắt tóc thì cũng đâu người con khác nhuộm tóc thì nổi sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Chết luôn. Số 1. D, mình đợi xíu. 2, ok. Mình sẽ tô hết như này nha mọi người. Thôi. Mình sẽ tô hết vào đây nha mọi người. Và đây chính là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nhé. Hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho một chiếc iPhone để bán nha mọi người. Đây là cái máy đầu tiên là iPhone sản xuất ra nha, là Apple nha. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn mọi người tô màu cho cái này nha. Mọi người hãy theo dõi mình nhé. Nhìn đánh số nha mọi người. Đánh nhau hổ súng như thần. Thích gì đây tao số à? Mày không cần đánh nhau đi đâu. Cần ra nhặt xác tao dần đi này. Tao chán chơi lắm rồi, chuẩn bị ra nhặt đi à? Đứng trong đây thì đúng không chùm luôn á. Tôi hay như này nha mọi người. Đứng trong cái hồi máu này mà đánh cũng mất máu rồi. Thôi sao cuộc đời coi như bỏ. Rồi bỏ thật. Không có 4 áp cái nữa rồi. Đi chết hết là thua. Còn lại một số 3 đấy Polo. Ui, địch mà đứng im cho bắn. Đó, mình tô như này là được nha mọi người ơi. Âm nẻ lắm nha, chứ đừng ngồi xin là tao. Bắn đi hồi máu kìa.
Mình sẽ tô như này nha mọi người. À, Tuấn Anh ơi nhìn này. Đây là Thịnh sau này khi mà cưới tôi về đây. Em ơi đừng nhìn được cảnh này thích lắm luôn ấy. Nhìn được như này thích lắm luôn ấy. Đây người ta hạnh phúc ấy. Thằng này đang sắp phá sản đến nơi rồi. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tâm màu xong một nửa nha mọi người. Mình sẽ hoàn thiện nốt rồi sẽ cho mọi người xem kết quả của video nha. Ok nha mọi người. Lên tiếng lắm rồi, nhớ lên. Cái đây là cái khách à? Có thể cái khách rồi. Cho nó cái tay bây giờ hồi lên. Cái lắm rồi. Có hai cẳng chân này một thằng đi cho hai thằng. Ok nha mọi người. Không cần ăn. VL, ông nội nhập viện sắp chết. Thế xong rồi thằng này nó bảo là xin ông hay mạnh khỏe thêm 10 năm nữa rồi lúc đó ông ra đi cũng được. nhìn cháu lên giám đốc ra.
Nói gì nói luôn đi, bọn bọn Hàn Quốc phải vòng vèo vậy. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô được một tô xong rồi nha mọi người. Mọi người có thể tham khảo thêm bức tranh của mình để tô, hoặc mọi người có thể tự sáng tạo theo ý thích của mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người vào những video sau nhé. Bye bye.